One Piece, cái tên vụt sáng lên trong giai đoạn phim ảnh đang trùng xuống, đứng đầu Netflix ở 84 quốc gia, xô đổ lần lượt các quái vật streaming là Stranger Things và Wednesday, trở thành phim Netflix ăn khách nhất mọi thời đại. 84% điểm Rotten Tomato từ các nhà phê bình và sự hưởng ứng nhiệt liệt đến từ hầu hết các fan lẫn non-fan One Piece trên toàn thế giới. Tôi có ông anh sinh năm 96 học Bách Khoa, ông ý xem One Piece. Điều đó chứng tỏ rằng là One Piece đã và đang cực kỳ bùng nổ khắp các diễn đàn. Đến cả những người chả biết One Piece là cái quần què gì, nó có phải là một miếng pizza hay không, nhưng họ thấy phim top 1 Netflix, họ bấm vào xem và họ thích. Đó là cái mà chúng ta cần bàn đến ở đây. Tại sao Netflix, kẻ không đội trời chung của các fan manga, lại đột nhiên làm phim hay đến như vậy? Và One Piece live action hay ở chỗ nào, tình tiết khác với manga anime nhiều thế mà vẫn được ủng hộ nhiệt tình là do đâu? Đó là nội dung của video này. Đầu tiên, tôi sẽ review tổng quát về phim và so sánh live action với anime luôn. One Piece live action làm được một điều cực kỳ đơn giản nhưng mà chả có live action chuyển thể từ shonen nào chịu làm, đấy là tôn trọng nguyên tác. One Piece tôn trọng nguyên tác đến mức mà IGN, một trong những cái trang đánh giá khá là uy tín trên thế giới, phải chấm cho phim con điểm 6 bởi vì nó quá giống nguyên tác truyện tranh và không có gì mới mẻ. Mấy ông mà bảo phim quá khác so với truyện thì xem xét lại nhé. Tình tiết có khác không? Có đấy, nhưng mà tính cách, bản chất và cái vibe của từng nhân vật và sự kiện đều được bề nguyên si sang. Các nhà phê bình quốc tế người ta còn bảo là giống quá cái kìa. Dĩ nhiên mọi người có thể có ý kiến khác nhau về việc này và tôi nghĩ đó là cái điều bình thường, nhưng mà tôi thì luôn đánh giá cao cái việc mà phim chuyển thể tôn trọng nguyên tác, không phá bung bét như Fullmetal Alchemist hay là Attack on Titan đã làm. Việc tôn trọng nguyên tác không chỉ thể hiện cái sự tôn trọng với tác giả và các fan sẵn có, mà còn thể hiện cái sự am hiểu và yêu thích của chính ekip đối với tác phẩm, nên là đánh giá cao. Thứ hai là về xây dựng bối cảnh. Để mà xây dựng những cảnh làng mạc, thị trấn hay thấy nhiều nhất là những con tàu thì chắc chắn là tốn không ít thời gian và công sức của đoàn làm phim. Ấy thế mà bối cảnh phim vẫn tuyệt đẹp, không khác gì lấy trang truyện tô màu và thêm 3D vào. Một cái sự kỳ công và chu đáo hết mức đến từ phía ekip, và cũng nhiều khả năng là do bác Eiichiro Oda can thiệp rất nhiều vào khâu sản xuất. Cơ mà nếu mà không tái hiện được cái thế giới thì còn gọi cái gì là live action nữa, đâu phải cứ vất bừa một cái bối cảnh nào đó vào là xong đâu. Mục tiêu của họ phải là cái điểm giao thoa giữa tạo sự hoài niệm cho fan và sự hào hứng cho non fan. Và về bối cảnh thì tôi không có gì để chê. Theo thông tin mà tôi tìm hiểu thì mỗi tập One Piece có kinh phí tầm 20 triệu euro, 8 tập phim là tầm 160 triệu euro, ngang ngửa với các bom tấn chiếu rạp. Nhưng mà 160 triệu cho 8 tiếng phim thì dĩ nhiên là khác với 160 triệu cho 2 tiếng phim. Nếu bạn đang nghĩ rằng là kể cả thế thì tại sao lại ít kỹ xảo hiệu ứng vậy, thì tôi sẽ trả lời là do một khoản lớn phải được đổ vào xây dựng bối cảnh. Ai xem phim rồi cũng sẽ thấy, mỗi tập lại là một bối cảnh khác nhau. Băng mũ dâm đi đến đâu là lại phải dựng một cái bối cảnh mới. Theo nguồn tin Trust Me Bro thì cứ mỗi tập họ lại phải dựng mới hoàn toàn vài cái bối cảnh và background khác, chỉ trừ vài thứ như là Going Merry, con tàu của họ là tái chế được. Chưa kể các con thuyền được dựng luôn ngoài đời thật, cho nên là phim có đồ họa vài chỗ ai đùi thì cũng không có gì lạ lắm. Không phải là họ không đầu tư, mà là họ đầu tư nhiều vào chỗ này nên là chỗ kia phải bớt xén đi. Chính vì thế các cảnh hành động bị hạn chế rất nhiều. Mihawk, Sanji, Zoro chơi cận chiến thì cũng đỡ đỡ, nhưng mà Luffy thì mới khổ vì bị cắt mất khá nhiều phân đoạn đánh đấm, khiến các trận đánh của Luffy bị giảm độ hoành tráng cũng khá. Trong truyện và anime, Luffy phải gọi là spam chiêu như điên, nhưng mà lên live action thì bị hạn chế tần suất đi nhiều. Cái này thì cũng khá là khó mà trách được đoàn làm phim, cơ mà phải nói là họ khá là giỏi xoay sở và biết dùng tiền và áp dụng CGI đúng chỗ và cực kỳ đẹp mắt, đặc biệt là cú Battle Axe kết liễu Along. Anime chưa chắc đã bằng được. Tiếp đến phải dành lời khen cho dàn diễn viên, từ chính đến phụ, từ lớn đến nhỏ, diễn xuất của cả dàn diễn viên đều ở mức khá trở lên. Về dàn nhân vật chính thì từ lúc họ được công bố, tôi đã thấy rằng là năm con nghiện One Piece ngay đó rồi. Họ thực sự yêu thích nhân vật của mình và muốn thể hiện nó 100% công lực, và đúng là thế thật. Băng mũ dươm trong phim cực kỳ sát tính cách so với nguyên tác, mặc dù rằng hầu hết trong số họ đều chưa tham gia quá nhiều dự án điện ảnh. Lời khen nhiều nhất phải dành cho Zoro của Mark Ken Yu. Anh múa kiếm, anh ngầu, anh đẹp trai, anh là người Nhật. Anh có đủ combo của một nhân vật chiếm cảm tình khán giả, không những khiến khán giả cũ quen mắt vì là người Nhật Bản, mà còn khiến những người xem mới tốn khá giấy đăng ký kết hôn khi mà xem. Do đã có kinh nghiệm đóng Rurouni Kenshin và các phim bom tấn Hollywood, nên dĩ nhiên là Mark Ken Yu thể hiện cực tốt và diễn Zoro của mình. Ngoài ra thì chemistry giữa Zoro và Nami của Emily Rose cũng khá là tốt. Cảm giác đây là hai người kết nối với nhau nhiều nhất trong băng mũ dơm. Nhân vật Sanji của Taz Kaila cũng cho tôi một cảm giác tương tự. Phiên bản người thật này giúp Sanji ra dáng một quý ông hơn, là một thanh niên sim lỏ hở ra lại uốn éo vì thầy gái. Inaki Godoy cũng cực kỳ thành công với vai diễn Luffy của mình. Chả trách cậu lại được Oda gọi là Luffy ngoài đời thực. Một cái nét tinh nghịch nhưng mà xen kẽ với sự hiểu chuyện, nó đem lại cái cảm giác đời thật hơn là một phiên bản tính cách quá trẻ con của các men trong các bộ shonen thường thấy. Còn về Nami của Emily Rudd và Usopp của Jacob Gibson thì chưa tạo được nhiều ấn tượng với tôi, ngoài việc rằng là họ đẹp trai và xinh gái. Ở Nami thì cô chưa toát ra được cái vẻ láu cá, trên phim thì hầu hết chỉ thấy là lạnh lùng và xa cách, cái đấy thì hợp lý thôi, nhưng mà thiếu sự láu cá. Còn ở Usopp, thường thì ta sẽ thấy cậu tạo rất nhiều phản ứng hóa học với Luffy và tạo thành bộ đôi phá hoại, nhưng mà khi lên phim thì cái phản ứng này mất tiêu, nên là đâm ra Usopp cụt ngay một chân, mất luôn đất diễn.
Có một điều khá lạ với tôi là nhiều khán giả lại chê các diễn viên phụ, nhắc lại là diễn viên phụ nhá. Tôi nghĩ nhiều khả năng là do ta không quen với ngoại hình ngoài đời thật của các nhân vật thôi, chứ còn về khả năng diễn xuất thì tôi mạnh dạn đánh giá là họ tròn vai rồi. Chẳng hạn như là Makino trông hơi già hơn tuổi, Lucky Ru vừa gầy vừa đen, Ben Beckman hơi phát tướng, Nojiko da màu. Đúng, những nhân vật này có khác so với nguyên tác nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì bởi vì họ kiểu nhân vật phụ của phụ ấy. Còn về phần Nojiko, cô là người da màu khác hẳn so với anime thì tôi nghĩ cũng không cần phản nàn lắm, bởi vì một là vốn dĩ cô không cùng huyết thống với Nami, và hai là cái việc mà đa dạng chủng tộc, bình đẳng giới và các vấn đề về quyền con người vốn đã được cụ Oda khai thác và làm tốt từ rất lâu rồi. Đây là làm đúng tinh thần chứ không phải là Netflix đang nhồi nhét. Cụ Oda cũng luôn theo dõi quá trình sản xuất của One Piece và cái tinh thần của từng nhân vật thì được ông đóng mộc đảm bảo luôn, nên là cái độ hợp vai của dàn cast thì cứ gọi là miễn chê. Mà tôi còn nghe nói là Oda còn cấm Netflix chèn những cái hình yêu đương giữa các thành viên trong băng mũ rơm, hoặc là ông hủy luôn, không cho chuyển thể nữa. Đủ để thấy là ông không chấp nhận cái kiểu đầu voi đuôi chuột, nửa đầu thì phiêu lưu kỳ thú, còn nửa sau là drama tình ái như là nhiều series khác. Nói chung là cái đường lên Netflix của một tập phim phải đi qua cửa kiểm duyệt của cụ Oda, nên là không cần lo. Trở lại với các diễn viên thì cụ thể là các vai phụ, chẳng hạn như là Shanks, Zeff, Garp, Garp, Mihawk, Buggy, Kuro và Along, thì ngoại trừ Along không được đô con và cảnh chiến đấu bị cắt xén hơi nhiều ra thì những người còn lại tôi đánh giá là bản người đóng còn tuyệt vời hơn anime. Minh chứng rõ nhất là Buggy, Joker phết, và khả năng diễn xuất thì khá là lấn át các đồng nghiệp. Các phiên bản Buggy live action nó tạo được cái sự u ám, đáng sợ và chân thực hơn. Trong anime thì Buggy giống một tên hề đi làm cướp biển nhưng bản chất thì vẫn là hề, nhưng bản người đóng thì hắn lại giống một tên cướp biển cải trang thành hề hơn, mưu mô, nguy hiểm và có sự đáng sợ hơn. Shanks và Mihawk trên trailer thì mới chỉ thấy là tạo hình tốt, nhưng vào phim thì họ thực sự tỏa ra cái vibe cần thiết cho nhân vật. Zeff cũng thế. Không chỉ vậy, chemistry giữa ông và Sanji, cả nhỏ lẫn lớn, đều tuyệt vời. Những tình tiết được thay đổi cũng đều giúp tôn lên sự khác biệt và mối quan hệ giữa hai người này. Garp mới là nhân vật có nhiều khác biệt nhất, khả năng là vì lên phim thì khó mà có một cái Garp tương tửng như anime được. Bù lại, ta có một Garp quá là trải đời, dày dặn kinh nghiệm và có cái accent "but still is heavier than feathers". Lúc đầu tôi hơi bỡ ngỡ nhưng mà rồi tôi lại thích như này hơn. Ngầu đét, dù gì thì cũng là phó đô đốc hải quân, trừ gian diệt bạo, yêu thương gia đình, nhưng mà có chuyện gì thì ra chuyện nấy, công ra công mà tư ra tư, nó tạo được nhiều tính con người hơn cho nhân vật này, nên là duyệt, cáp xịn vãi đái. Đáng buồn nhất ở đây thì chắc là Along, hắn vẫn có sự nguy hiểm, câu chuyện về hắn vẫn giữ nguyên cái thói thượng đẳng hão, sự nham hiểm, tàn độc, lật lọng cháo trở, nhưng mà trận chiến cuối cùng của hắn lại quá chán, hắn chưa có cái uy của chúng cuối và trận đánh này cũng không cảm xúc như anime. Thứ tư, ta phải nói đến cái sự sắp xếp tình tiết trong phim. Mọi thứ nó mượt mà đến mức mà tôi có những người bạn họ chưa từng biết đến One Piece nhưng mà vẫn hiểu toàn bộ câu chuyện. Nhà làm phim còn khôn khéo chèn vào những khái niệm, thuật ngữ riêng của One Piece, chẳng hạn như là trái ác quỷ, đại hải trình, tên các vùng biển, thất vũ hải, tứ hoàng các thứ, giúp cho những người xem mới tiếp nhận phim một cách cực kỳ dễ dàng. Không những thế, phim còn cắt đi rất nhiều tuyến râu ria không cần thiết. Những cái đoạn hồi tưởng hay là thể hiện background nhân vật cũng được làm nhanh gọn mà vẫn toát lên được cái thông điệp ban đầu. Họ đã đơn giản hóa và điện ảnh hóa cốt truyện để mà có thể dễ dàng tiếp cận đại chúng. Như kiểu băng mũ rơm chơi game đi cảnh vậy, từ màn này đến màn khác, mỗi màn thu phục một người bạn, đánh một ông trùm và dần phá đảo. Tôi khá là chắc là kể cả với người xem phim mới, phim vẫn khá là thu hút. Và bây giờ thì nói về những tình tiết được thay đổi, những khác biệt giữa bản người đóng và bản manga hay là anime. Chẳng hạn như cắt giảm tình tiết không quá quan trọng, lược bỏ một số nhân vật không cần thiết, một số nhân vật có ngoại hình không được như kỳ vọng, các cảnh hành động trông còn khù khờ thiếu sức sống. Tất cả những thứ đó có dễ nhận ra không? Có khiến những fan One Piece phật ý không? Cũng có, nhưng nó có ảnh hưởng đến phim không? Không, cá nhân tôi thấy sự thay đổi ở phiên bản điện ảnh không hẳn là cần thiết, nhưng cũng không hề ảnh hưởng gì đến cái trải nghiệm xem phim. Thông điệp và ý nghĩa thì vẫn ở đó, ta vẫn cảm nhận được bình thường, dù là xem ở định dạng nào đi nữa. Mọi người nên nhớ rằng đây là đời thực, và đời thực thì sẽ không thể nằm ảo ma như anime được. Mọi thứ sẽ chậm hơn, thô hơn, nói chung là nó sẽ bớt đẹp hơn rất nhiều so với bản hoạt hình. Và hơn thế nữa, cái lần đổ tiền của Netflix lần này chỉ là thử nghiệm khán giả mà thôi. Bây giờ họ đang đổ 20 triệu cho một tập phim, và khi họ đã thấy rằng One Piece có tầm ảnh hưởng, nó thành công, thì 30 triệu, 40 triệu cho một tập phim thì có lẽ cũng là bình thường. Và mùa 2, mùa 3 hay xa hơn nữa là các phim chiếu rạp chắc chắn không phải là thứ gì đó xa vời. Chẳng mấy chốc là được thấy băng mũ rơm tái hợp và thu nạp thêm thành viên mới đâu. Tôi là tôi hóng gãy cổ ở đấy. Mọi người không biết rằng là tôi phải xem đi xem lại cái đoạn cuối tập 8 bao nhiêu lần chỉ để nghe mỗi nhạc phim We Are nổi lên đâu. Có thể nói là One Piece này nó thành công rực rỡ, và để cho cái sự chờ đợi của mọi người thêm phần hưng phấn thì tôi có vài dự đoán về tương lai của One Piece. Mùa 2 chắc sẽ là Alabasta Saga với những sự kiện chính, chẳng hạn như là băng mũ rơm đối đầu với Smoker, đại tá mồm bát hương của hải quân, sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ khói, sự xuất hiện của bố Luffy, cuộc chiến lớn đầu tiên của băng mũ rơm với Baroque Works, đứng đầu là thất vũ hải Crocodile, sở hữu trái ác quỷ cát, và đặc biệt là sự gia nhập nhóm của Chopper và Robin. Đến mùa 3 chắc chắn sẽ là Water 7 Saga, bỏ phần đảo trên trời, hoặc là sẽ cố lướt nhanh bằng một cách nào đó.
bởi vì phần này khả năng cao sẽ khá là tốn CGI. Các fan có thể bất bình cho quyết định này, nhưng có lẽ làm tốt cái Water 7 Saga, các phần hay nhất của One Piece theo ý kiến của tôi, thì chắc là khán giả cũng cảm thông được. Đó là những dự đoán về các mối tiếp theo của One Piece. Mà xa hơn nữa, mơ mộng hơn nữa, thì chúng ta còn có thể xem trận Marineford giải cứu Ace huyền thoại ngoài rạp nếu như mà One Piece thành công. Có lẽ là khoảng 50 năm nữa, khi mà diễn viên cũng khá là già. Nhưng mà chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi thôi. Còn về phần 1 này thì tôi không còn từ gì để mà diễn tả rồi. Nó quá tốt và xứng đáng nhận được cái sự ủng hộ. Kể cả là những fan quá trung thành với anime cũng không nên khắt khe với phim quá. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.